Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Kim Piano Garden Grow Close Out Sale 714373800 Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưu Đồ Sài Gòn TV trên bàn tầng 56.7 hệ thống Galaxy 19. Hôm nay là ngày gì Thảo Yên? À, bầu cử sơ bộ anh. Hôm nay chúc mừng cho quý vị nào đang có bầu. <laughs> Về lý do tại sao biết Thảo Yên không? Hôm nay có bầu nhưng mà sau này khi mà sinh con nói ra, con ơi con có biết mẹ mang bầu của con đúng vào ngày bầu cử sơ bộ không có tính dáng gì hết nhưng mà nói đi đi bầu thì em vừa tính cứ... nói có liên quan ghê không, không có liên quan thì cũng là chuyện bầu mà phải không một bên là bầu cử một bên là có bầu thì cũng là bầu Uh, thưa quý vị, quý vị đi bầu ngày hôm nay như thế nào nhưng mà hôm nay đọc uh, những cái bản tin họ ghi nhận á uh, cái cuộc bầu cử sơ bộ bầu cử sơ bộ California là lớn nhất trên 50 tiểu bang bởi vì tiểu bang chúng ta đông người quá và họ nói rằng một cái jungle primary một cái cuộc bầu cử sơ bộ rừng để chứng minh cái điều đó thì chúng tôi có cái bản tin ghi nhận và uh, và, và đúng thật Họ nói rằng California jungle primary might screw over both parties, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều có thể bị ảnh hưởng. Một là đảng Cộng hòa biến mất luôn, hai là đảng Cộng hòa có cơ may lấy được một số các khu vực. Vì thấy cái rừng của California khủng khiếp, chúng tôi sẽ được đề cập tới. Họ nói chứ, à, câu chuyện đùa thôi cứ mỗi hai ứng viên đảng cộng hòa thì có năm ngàn ứng viên đảng dân chủ họ đùa thế thôi. À. <laughs> nhưng mà ý nói tại vì California là của dân chủ rồi và càng ngày mất nhất là chúng tôi mới đây đưa ra một cái thống kê họ nói cái số cử tri mà ghi danh là cử tri độc lập ngày nay đó, nó nhiều hơn là cử tri của đảng cộng hòa. mà đảng cộng hòa ngày xưa đó là nghĩa là cũng mất mé với đảng dân chủ và nhưng mà càng ngày càng thua suốt và tin tức mới nhất làm Đảng Cộng hòa còn lo âu hơn nữa bởi vì sao? Đảng Cộng hòa ở tại Quốc hội hiện nay đang nắm đa số và có nguy cơ là mất cái thế đa số ít nhất là ở Hạ viện và kể cả Thượng viện nữa. Điều đó chúng ta vẫn phải chờ đợi cho đến tháng 11 này. Thế nhưng ngay tại California, kết quả bầu cử 8 giờ tối nay cũng rất là quan trọng, thưa quý khán thính giả. Nhiều các khu vực được đưa ra đi bỏ phiếu. Thế nhưng sáng ngày hôm nay, bầu trời vẫn mây mù như thường tưởng là sẽ nóng, tượng là sẽ nắng rất đẹp. Từ 5 rưỡi 6 giờ sáng Nhưng mà thức dậy vào khoảng 5 rưỡi 6 giờ Thì trời vẫn còn âm u như thường thôi à, Vâng thưa quý vị à, và thưa anh Ngày hôm qua thật sự ra Thời tiết không có nóng như là dự ừ. báo cho thấy à, Thời tiết hôm qua nghe nói là lên khoảng tám mươi mấy độ nhưng mà thật ra uh, chúng ta cảm thấy giống như là chỉ có khoảng 75, 76 cũng khá là uh, dễ chịu và ngày hôm nay thì sáng sớm trời có mây mù và dự báo thời tiết cho thấy là hôm nay nhiệt độ không có cao ở Westminster và Garden Row chỉ có khoảng đâu 70 đến 72 độ là cao thưa quý vị. Uh, đến chiều tối là tầm khoảng 58 đến 60 độ. Anaheim thì có thể lên tầm khoảng 75 cho đến 78 độ. Khu vực Inland Empire hoặc là San Bernardino thì có thể lên được gần 80 độ và hôm nay và ngày mai chúng ta tiếp tục thấy là trời sáng sớm có mây mù cho nên là nhiệt độ hôm nay và ngày mai không cao khoảng chừng đâu 70 cho đến 75 độ nhưng mà từ thứ năm cho đến ngày thứ bảy chúng ta thấy nhiệt độ tăng cao trung bình là 80 cho đến 85 độ và những ngày này thì độ ẩm là vào khoảng từ 60 cho đến 70 phần thưa quý vị và nguyên tuần này gió khoảng chừng từ 10 cho đến 12 dặm trong khi đó một cái bản tin breaking news từ ngày hôm qua tới giờ này nhưng mà chính thức là sáng hôm nay mới định hình ra cái breaking news này thưa quý vị đầu tiên đó là ông robert mueller trong cục điều tra thì thấy là ông Paul Manafort. Ông Paul Manafort là chủ tịch ủy ban tranh cử 2016 của Tổng thống Trump. Sau đó, sau khi có những cái tin mà tiết lộ cho thấy cơ quan FBI đang mở cuộc điều tra ông, có những cái mối liên lạc rồi trốn thuế, rửa tiền, vân vân. Thế là ông tuyên bố từ chức ra khỏi cái ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump. Nhưng mà tiếp tục các cuộc điều tra vẫn nhắm vào. Và nhân vật đầu tiên của ông Robert Mueller nhắm vào đó là Paul Manafort. Mới đây thì ông Mueller đã đệ trình lên tòa án để cho thấy trong thời gian qua mặc dầu là ông Paul Manafort được tự do trong lúc để chuẩn bị hồ sơ ra tòa liên quan đến thứ nhất trốn thuế thứ hai rửa tiền và nhiều tội danh khác nữa thì mới ngày hôm qua bên phía công tố viên đặc biệt Mueller kêu gọi tòa hãy đưa ông Paul Manafort vô tù trở lại vì lý do họ nói rằng trong thời gian qua ông paul Manafort đã tìm cách liên lạc với ít nhất hai nhân chứng mà họ gọi là witness tampering witness tampering có nghĩa là tìm cách liên lạc và gây ảnh hưởng đến người nhân chứng và điều đó tối kỵ thưa quý vị khi chúng ta bị tòa truy tố một cái cuộc công tố viên truy tố rồi chúng ta tuyệt đối không được nói chuyện ngoại trừ luật sư thôi còn nhất là nhân chứng của chính phủ được đưa ra đó là cái chuyện đặc biệt bởi vì nhân chứng này sẽ đứng ra để đưa ra các chi tiết chống lại chúng ta. Mà chúng ta để đi liên lạc thì bên phía Robert Mueller FBI họ theo dõi Paul Manafort vừa qua. Thì mặc dù Paul Manafort sử dụng rất nhiều các kỹ thuật tinh vi kể cả những cái thông điệp mà được mã hóa Vậy mà họ vẫn tìm thấy và có bằng chứng, họ vừa nộp lên tòa án và tòa án vừa chính thức tuyên bố họ sẽ định ra ngày 15 tháng 6 tới đây, tức là sau ngày ông Trump họp hội nghị thượng định với ông Kim Jong Un 3 ngày, ngày 12 thứ ba thì đến ngày 15 thì tòa án sẽ xét để xem cái đề nghị của phe công tố điều tra đặc biệt Robert Mueller có chính thức được ghi nhận hay không. Nếu có ngay lập tức họ sẽ rút cái tiền bèo ông Paul Manafort đã đóng cả triệu tiền bèo và được tại ngoài hầu trà thì họ sẽ không cho ông đóng tiền bèo nữa và yêu cầu ông phải nộp mình lên nhà tù ngay lập tức để mà vô tù rồi cho đến khi cái phiên xét xử sẽ diễn ra đó là điều mà bên phía Robert Mueller đang muốn chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo gửi đến quý vị một số các con số liên quan đến thị trường tài chính trong ngày mà quý vị cùng theo dõi